với mục tiêu tạo ra một môi trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp cho những bạn trẻ đam mê lĩnh vực điện ảnh tại miền Trung. Một khóa đào tạo diễn xuất với sự tham gia giảng dạy của đạo diễn nổi tiếng đã được tổ chức tại Đà Nẵng. Vào chiều nay, khóa học diễn xuất thứ hai tại miền Trung đã chính thức bế giảng. Trải qua một thời gian được đào tạo, huấn luyện với những bài học diễn xuất từ cơ bản đến nâng cao do đạo diễn Tony Lê Nguyễn, nhà làm phim người Úc gốc Việt đứng lớp. Chiều nay, 10 học viên của lớp diễn xuất khóa 2 đã bước vào bài thi tốt nghiệp, thử thách bản thân ngay trên sân khấu. Các học viên đến từ nhiều tỉnh thành miền Trung có dịp thể hiện khả năng của mình thông qua hai bài thi kịch tương tác và tiểu phẩm. Đây sẽ là những hạt nhân tương lai đầy triển vọng, đóng góp cho sự phát triển trong lĩnh vực điện ảnh cũng như đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên.